Chiều ngày mùng 2 tháng 8, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thăm, tặng qua một số gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Văn Đầu, cùng đi có đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đào Trọng Đức và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bùi Thị Tuyết mai tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Thuân. Chú tại tổ dân phố Đầu Phượng 2 và gia đình ông Trần Thành Chỉ, chú tại tổ dân phố Đậu Vũ đây là hai gia đình có người thân bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn cảnh khó khăn. Trao những phần quà ý nghĩa thiết thực, đồng chí chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đồng chí phó bí thư thường trực quận ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin, chia sẻ với những khó khăn của các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân những hy sinh, mất mát, thiệt thòi của các gia đình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc các đồng chí động viên gia đình vượt qua hoàn cảnh phấn đấu vươn lên trong cuộc sống